Thưa quý vị và các bạn, trong hàng ngàn tấm gương mưu trí dũng cảm khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tá Bùi Xuân Tụ, quê tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, là một điển hình. Ông đã cùng với đồng đội thuộc Đại đội 16 Tiểu đoàn 52 giữ vững cửa Việt, không cho địch chi viện Khe Xanh. Đơn vị của ông đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Đến tham dự với buổi học lịch sử ngày hôm nay, trong cái cuộc kháng chiến này, bản thân ông là những người đã được chia sẻ với các em về những cái kỷ niệm của ông. Ký ức về cuộc chiến ác liệt tại chiến trường Quảng Trị năm 1968 ùa về khi kể lại chuyện chiến đấu chống đế quốc Mỹ và Ngụy Quyền cho các cháu học sinh trường trung học cơ sở Trường Dũng. Đại tá Bùi Xuân Dục trao đổi về những năm tháng ông và đồng đội đã giành giật từng mét đất bằng sự sống và cái chết tại đây với lính Mỹ, lính Ngụy. Tham gia nhiều chiến dịch và đánh nhiều trận, có thể rút thành Quảng Trị. Thành Quảng Trị là cái cuối sai kỳ. Thực chất đấy, không một người tiếp đến lính sĩ thì khẩu đội của tôi bắn như vậy là cháy một máy bay. Năm 1968, với cương vị Phó Tham mưu trưởng Đại đội 16, Tiểu đoàn 52, với nhiệm vụ giữ vững trận địa cửa Việt, một vị trí trọng yếu tại cửa sông Thạch Hãn, Đại tá Dục đã trực tiếp cùng các chiến sĩ tổ chức phục kích đợt tấn công của địch với nhiều máy bay, xe bọc thép và tàu chiến. Đại đội của Đại tá Dục đã bắn cháy một máy bay trực thăng tấn công A-65 và một xe bọc thép M-113, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu vô số quân địch. Qua kiến thức đã học ở chương trình lịch sử và hôm nay được Đại tá Bùi Xuân Dục kể lại câu chuyện thì cháu cảm thấy rất là tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Trung Dũng nói riêng. Cháu cảm thấy rất là xúc động và biết ơn những công lao của các bậc cha ông chúng ta đã hy sinh để giành được độc lập cho dân tộc, để có một cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Kỷ niệm in đậm tâm trí Đại tá Dục là ngày 28 tháng 4 năm 1975 tại cầu Phú Lợi, tỉnh Bình Dương. Đơn vị do ông chỉ huy đã chiến đấu và dụ hàng được sĩ quan cấp tá thu được 17 xe thiết giáp. Khi Việt Nam hòa bình thống nhất, ông Dục lại sang nước bạn Campuchia làm chuyên gia quân sự theo sự phân công của Bộ Quốc phòng. 30 năm cầm súng chiến đấu, ông đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Bùi Xuân Dục đã 6 lần được Chủ tịch nước phong tặng huân chương chiến công cao quý, trong đó có 3 huân chương chiến công hạng nhất. Nước bạn Campuchia phong tặng ông huân chương hữu nghị vì đã giúp bạn xây dựng quân đội.